Xin kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với Sống Cùng Xe trong chuyên mục xe cũ. Ngày hôm nay thì em có tới 3 chiếc Toyota Camry các đời khác nhau. Ngoài cùng kia là 2016 đây, 2018 và 2019. Sở dĩ em làm cái video clip này ngoài cái việc mong muốn các bác xem video, ủng hộ, like kênh, subscribe kênh, thì em còn muốn mua bán và trao đổi 3 chiếc Camry này. Thực ra Camry tại cửa hàng thì có rất nhiều, bởi vì nhu cầu trao đổi giao dịch cái dòng xe này nó cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì để mà có 3 cái mẫu Camry này thì em cũng đã sắp xếp thời gian khá lâu rồi, bởi vì mỗi một chiếc nó có những cái điển hình khác nhau, mà đặc biệt là về cái màu nội thất, thì tiện thể em làm cái video này cho các bác ngó qua luôn xem là 3 cái màu nội thất này các bác ưng cái màu nào nhất. Nếu mà các bác có nhu cầu mua xe và xem xe thì xin vui lòng qua Việt Nhật Auto có địa chỉ tại 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội liên hệ với em Nghĩa. Em ngoài Camry thì em còn rất nhiều các mẫu khác trong cửa hàng nhá. Việt Nhật Auto thì bán xe ra cam kết với các bác là không đâm đụng, không ngập nước, không bổ máy, và các bác có thể test hãng, test gara, chi phí test. Trong trường hợp nếu các bác mua xe thì bên này sẽ chịu, còn các bác gọi là đặt cọc test chơi chơi thì dĩ nhiên là các bác sẽ chịu. Ngay từ đầu em cũng trao đổi luôn như thế cho nó dễ dàng. Đây, 3 chiếc Camry này. Đầu tiên là chiếc Camry 2016 ngoài cùng kia. Một chiếc xe 2.0e, tức là phiên bản thấp nhất của dòng Camry. Sở hữu nội thất màu kem, biển số thành phố. Đây, chiếc Camry 2016 này, nội thất màu kem. Hiện tại chiếc xe này là bên em đang chào bán 785 triệu các bác nhá. Một mức giá rất là hợp lý. Nó còn rẻ hơn cả chiếc Altis lăn bánh bây giờ. Đây các bác, nội thất màu kem nhá. Cái đời 2016 này thì nó có 3 phiên bản, đấy là 2.0e, 2.5g và 2.5q. Trong đó thì 2.0e là sẽ sử dụng cái nội thất màu kem sáng. Động cơ dung tích 2.0 lít. Có hỗ trợ phun xăng trực tiếp D4S cũng như là kiểm soát van biến thiên thông minh kép Dual VTTI. Cho cái cảm giác lái cũng như là sự đầm chắc rất đáng nể. Đây chính là nội thất màu kem này. Chiếc xe này thì còn nguyên bản, vẫn sử dụng cái đầu CD, một đĩa 6 loa. Đây, Camry, một huyền thoại về các dòng xe ô tô sedan tại Việt Nam. Nội thất màu kem. 785 triệu các bác nhá, 2016, biển số thành phố. Chiếc bên cạnh em là Camry 2018. Về cơ bản thì form 2016 với form 2018 là nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chút là cái cần số thì nó được bọc ra thôi. 2.0 2016, đây là 2.5 2018. Bên em đang chào bán là 1 tỷ 030 triệu đồng. Đây các bác, cái form thì giống nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau đôi chút đây này các bác nhìn này. Thứ nhất là về cái hệ thống đèn của 16 với 18 ấy, thì cái đèn xe 18 này là nó đèn LED, bi LED riêng rồi. Còn con này thì vẫn là sử dụng cái đèn chiếu gần là đèn projector, còn chiếu xa thì vẫn là phản xạ đa hướng. Nhưng mà sang bên này thì cả hai con đều projector hết rồi. Đèn xi nhan thay vì ở góc đèn thì được chuyển xuống dưới khu vực chính là lấp vào cái phần hốc đen ở bên kia. Đấy, chuyển sang đây. 2.5Q 2018, cũng biển số Sài Gòn. Và chiếc xe này thì có cái nội thất màu nâu da bò rất là đẹp. Đây, em mời các bác xem qua nội thất nhé. Trước khi mà sử dụng cái nội thất màu nâu da bò này ấy, thì toàn bộ các mẫu Camry 2.5Q ở Việt Nam đều sử dụng là nội thất màu đen. Sang cái đời này sẽ sử dụng nội thất da bò này, cần số thì bọc da, rất là đẹp. Màn hình DVD nguyên bản theo xe, tích hợp đầy đủ tất cả cài đặt là trên cái màn hình này hết. Đây các bác nhá, nội thất màu da bò. Đây, Camry 2.5Q, biển số thành phố, 1 tỷ 030 triệu. Chiếc cuối cùng là Toyota Camry 2.5Q nhập Thái các bác nhá, phiên bản cao cấp nhất bây giờ. Hiện tại mẫu xe này thì mang biển số ở tỉnh và em đang chào bán là 1 tỷ 255 triệu. Phiên bản cao nhất của dòng Camry, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Này là nó hơi xước đầu một tí này, chưa sơn sửa gì lại. Đấy. Đây các bác nhìn 3 mẫu này, các bác thích mẫu nào nhất? Đây mời các bác ngó qua về nội thất của chiếc Camry nhập Thái này.
Camry nhập Thái thì có hai tùy chọn về mẫu nội thất, các bác có thể tùy chọn màu đen hoặc là màu kem, thì chiếc xe này là có nội thất màu đen. Cái sự nâng cấp vượt trội của xe Camry Thái so với Camry Việt thì nó nằm ở rất nhiều cái yếu tố. Ngoại trừ cái khối động cơ thì vẫn như cũ, còn toàn thể cái thiết kế thì như các bác thấy là nó hoàn toàn mới nhá. Trường xe hơn, đẹp hơn, phong cách hơn với cái mặt chữ X này rất là đẹp, mang nhiều cái hơi hướng của dòng xe Camry tại Mỹ. Toàn bộ hệ thống đèn cũng được nâng cấp mới, và những cái tính năng an toàn bổ sung thì có thể kể tới, quan trọng nhất đấy là hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar, cảnh báo phương tiện cắt ngang này, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, và xe được trang bị sẵn ở cửa sổ trời các bác nhé. Ngoài những cái chi tiết lớn như thế này thì cũng không thể bỏ qua, ví dụ như là cảm biến áp suất lốp chẳng hạn, đấy là những cái được trang bị thêm. Đây, một mẫu Camry rất đẹp. Và nếu mà nhìn gọi là góc độ nào đẹp nhất đối với dòng Camry mới này thì có lẽ phải nhìn từ phía sau. Đây các bác thấy, nếu mà nhìn từ phía sau, hệ thống đèn của Camry mới rất là đẹp luôn, thanh thoát hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Ở hai phiên bản 2016 và 2018 này thì các bác thấy là đèn nó khá là vuông vức, sang 2019 thì là một sự mềm mại hơn rất nhiều. Hiện tại cả 3 mẫu xe thì đang được trưng bày tại Việt Nhật Auto số 89 Trần Thái Tông các bác nhá. Em xin phép tổng kết lại một lần cuối này. 3 chiếc Camry phù hợp với tất cả các mức giá tiền và các nhu cầu. Chúng ta có Camry 2.5Q 2019 nhập Thái, chạy được khoảng gần 6.000 km biển tỉnh, giá đang chào bán 1 tỷ 255 triệu. 2.5Q 2018 phong cũ, nội thất màu nâu, đang chào bán 1 tỷ 130 triệu. Và cuối cùng là Camry 2.0e biển số Sài Gòn, chào bán 785 triệu. Mọi thông tin chi tiết về giá bán khuyến mại và thủ tục trả góp thì mời các bác liên hệ trực tiếp với số hotline em đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.